lần sau á khi mình tổ chức The Net Team lớn này nè, khoảng 60-70 cái bàn, thì mọi người hôm nay hiểu được chút chút cái cách trưng bày cái này nọ. Lần sau á mình sẽ có đủ đồng phục áo xanh này rồi. Quan trọng nhất là khi mà làm việc á, mà tổ chức lớn thì phải có đông bàn tay. Quan trọng nhất không có được nói lớn tiếng. Có nhiều người á cứ nghĩ là lớn tiếng là để chứng minh với nhiều người là ta đây làm nhiều, cái đó là mất phước đó con. Nên nhớ lúc đó mấy vị Bồ Tát, mấy vị Phật gia rồi chưa xuống, thì chưa thắng nhang, chưa đọc sớ rồi mấy vị chưa xuống. Nhưng mà the same time có mấy ông thần với mấy vị hộ pháp sư phụ đầy sân nè, mấy ông rồng nữa cũng work together với chúng ta, họ cũng chuẩn bị để đón một cái phái đoàn từ trên trời xuống, đúng không? Cho nên là không có nên lớn tiếng, rồi không có nên đứng ở đây rồi la giới giới, mình ráng đi bộ một chút. Nó có cái đó, thứ nhất là đại kỵ, không có lớn tiếng. Thứ hai, gặp sư phụ á không có cần phải xé, phải chào. Nó tới cái đầu sư phụ muốn chào mà sư phụ không chào lại, mấy con tu chưa tới cứ nghĩ sư phụ là căng, rồi cái đi vô đây là lù sụt, trời sao tôi chào sư phụ không chào lại, đúng hiểu thì lúc chào, đúng không? À, mình qua được rồi vuốt tay cái là ok. Chứ sư phụ mà gật đầu á, mà đứa nào sư phụ gật đầu thì cái sư phụ mất đi cái ý của sư phụ nghĩ trong đầu, chứ không phải suy nghĩ mình. Phụ lo là lo chuyện vô vi, rồi lo chuyện mặt đời nữa, phải lo coi bàn này. Ví dụ như cha mẹ đứng đó thì tất cả những vị Phật lớn đứng trên đó, rồi vị nào đứng dưới này cũng đâu có đủ bàn đâu, thì những vị A-la-hán thì từ từ rồi tới vị nào rồi tuốt ngoài kia mấy ông thần là hồn thiên sông núi đại khái. Càng xa thì càng những cái gì thấp ở thế gian. Thì sư phụ mới đi làm tùm lum hết. Bữa hổm á sư phụ đi chưa hết, thì sư phụ thấy được có những cái bàn chức nhỏ thì là gần đây rồi, còn mấy ông bự thì bỏ thuốc bên kia. Nó có rất là nhiều thứ mà mỗi một cái buổi lễ á đều có cái error hết, đều có cái problem hết. Cái big problem mà của cái last week hồi tuần rồi á, đó là mua không đúng cái nhang. Tại vì mấy vị cần nhang để mà xong, mà sư phụ thấy cái nhang là chết cha rồi, tự nhiên nó xài tiền nhiều mà cái nhang không ra khói mà cũng không thấy là đốt nữa, nó lên thẳng vậy cái nó ngã xuống gì à, cái nhang mà loại tụi tàu á, mày hiểu không? Mình cứ mua nhang bình thường ở chợ nó bán mập mập như nè, cho nên cái nhang nó quan trọng lắm. Rồi cái một đống người đem mấy cái nhang nhí nhí mà ở trong chánh điện ra đốt, cái nhang nhí nhí gió thổi mấy cái cũng tắt nữa. Cái nào ở trong là trong, cái nhang cũng phải quan trọng. Cũng may à, bữa cũng không có ai gây gỗ không, chỉ sau này mà khi mà Đức Thầy xuất hiện đó, sẽ cũng có một buổi lễ lớn vậy đó, cả nước luôn để mà cảm ơn trời cho Phật Thánh Tiên xuống nước Việt Nam để cho họ hiểu là ông trời là ai. Trần Việt Nam giờ đâu biết ông trời là ai, chỉ biết Bác Hồ là ai thôi. Dễ gì họ mà biết là 4-5 năm trước là đâu có nổi, mà bây giờ thành phố buồn lắm không em. Ngày Chủ Nhật thành phố buồn, bây giờ cái bệnh nó đổi lại thành phố nào. Một cái lời của một cái nhà sáng tác nhạc á là tâm tư của người ta, một chữ hay một dấu cũng không có nên thay đổi. Mà bển cứ đổi quá trời, mấy cái bản karaoke nó đổi chữ tùm lum á, đúng là vô minh. Phá bản quyền. Phá bản quyền. Làm tùm lum hết. Nghe là một cái nước Việt mà hộ nhìn thấy so sánh những quốc gia khác, trời ơi sao mà nó bạc phước mà nó ngu đến độ. Nó đi thờ cúng và chạy theo mấy cái phù du mà thờ cúng những cái người đã làm hại ông đời ông nội mình, đời cha mình, làm hại đời mình mà nó đưa lên đầu.
hiểu ý nói gì không? Họ cứ không có hiểu, họ không có hiểu là họ đã đi sai quá xa, mà hôm nay có thụ về xuống đây nhắc nhở, vậy mà họ cũng không có nghe. Bữa nào đói chết thì họ cứ nhảy ra đạch chết đói, chỉ biết chết thôi. Còn trước khi mà xảy ra chuyện đó, có người nói, có người nhắc nhở, họ lại lờ. Bệnh cũng vậy, bữa mình nói sẽ có một loại bệnh từ thú vật qua người cũng lờ, mình nói tiền thành tiền giấy cũng lờ, nói gì cũng trúng hết. Mình kêu đem đi quả táng Bác Hồ để mà nước Việt Nam khỏi bị ém phong thủy, tại Tàu nó khôn lắm, nó giỏi về mấy tâm linh dữ lắm, cũng không chịu làm. Còn mình kêu trả cái ly hương lại cho ngài Trận Đạo để ổng trấn lại cái Sài Gòn của mình, cũng không làm. Tới cuối cùng 1-2 năm sau cái làm cũng làm ma giáo nữa, nó làm ngược vậy trong đó, nó vẽ bùa vậy trong cái chậu ly hương, cho nên thằng cha mà đó 1-2 ngày sau á lật xe chết á, cũng làm sai nữa. Tức là mình khấn cho nước Tàu á, chứ không phải mình khấn cho nước mình. Ở bên đây sao biết hết, phạm thượng ngu vậy đó, nhiều chuyện lắm mà ngồi đây mà kể hết khủng khiếp lắm. Giống như người Hoa tức là người Chợ Lớn, người Chợ Lớn là người Tiều và người Quảng Đông, là Âu Việt, Bách Việt, Lạc Việt, cũng là người Việt, cả người Hẹ nữa là người Việt. Vậy mà cứ nghĩ mình là người Tàu, cứ nghĩ là mình là thuộc về phía bên của Tập Chuẩn Bình. Rồi cái nó đi qua, nó dùng mấy cái người đó để mà làm nội gián, gọi là tình báo Hoa Nam á. Có nghĩa là mình giết lợi dân tộc anh em của mình, mà mình cứ nghĩ là mình trung thành với nước Tàu. Người Tập Chấn Bình á, là người Hoa Hạ, nó là người ở trên núi. Người Việt Nam, người Tiều, ngày xưa mình là giống nhau. Hiện giờ con về bển đi, cả người Hồng Kông cũng là người Việt. 100 bộ lạc của vua Thần Nông ngày xưa lập ra. Còn cái người mà bây giờ mà cao gắn trắng mà ấy là người Hoa Hạ, người ở bên Tây Bá Lợi Á, người Thanh, người Kim rồi của nó đó, là trên núi. Mà vậy á, mà cái nhóm Chợ Lớn cũng không biết nữa. Cứ nghĩ mình qua Việt Nam là mình ở tạm bợ, rồi hôm nay mình làm nội gián để mình quậy nước Việt, để mà sáp nhập nước Việt thành nước Tàu. Đó là càng sai nữa, cái đó mới là đậm á, nhiều sử dụng lắm, lại mình không nói. Họ có nghĩ là họ trung thành với bên Trung Cộng á, là họ là làm đúng, nhưng mà làm sai á. Tại vì cái người Việt là nó có nhiều giống lắm, nó qua tới Campuchia, qua tới Nam Dương nữa đó, cũng là người Việt. Còn cái người mà hiện giờ mà nó là đảng Cộng sản của Trung Cộng, nó là một giống dân khác. Nó là nhà Thanh, nhà Kim, nó là đám Hoa Hạ.